아직 병원장님이 아직 참석하지 못하셨는데 시작하실 것 같으시면 먼저 시작하겠습니다. Bây giờ thì là ông giám đốc bệnh viện còn đang bị kẹt xe ở dưới thành phố thì cũng không biết bây giờ chính xác là mấy giờ ông về đến đây. Cho nên thôi ta xin phép để mà bữa tiệc bắt đầu. 저희들이 지난 금요일 날 와서 9일 일정으로 그런 봉사 활동을 시작했는데 지금 현재 7일 동안 그런 봉사 활동을 했습니다. Cũng như các bạn đã biết là đoàn của chúng tôi là đến đây và từ ngày là chiều thứ sáu hôm trước và cho đến hôm nay là chúng tôi đã là gần hết một phần trong cái lịch của công tác ở đây rồi. 원래는 예년과 달리 환자들이 많아서 나아가서 수술방을 năm nay thì cái việc phẫu thuật nó cũng có vất vả một chút bởi vì là cái lượng là bệnh nhân đến rất là đông, những người cần được phẫu thuật rất là nhiều, thế cho nên là chúng ta có vất vả nhưng ta vui vì chúng ta đã phẫu thuật được nhiều bệnh nhân và chúng ta đã giải cứu với ba cái vùng đấy là cho đến bây giờ phút này thì chúng ta cũng có thể yên tâm vì là chúng ta đã phẫu thuật thành công cho 30 bệnh nhân và các bệnh nhân cũng đang dần là hồi phục sức khỏe tốt. 예년에도 늘 그렇듯이 올해도 저희 지금 수술을 함에 있어서 전혀 불편함 없이 우리가 한국에서 수술하는 것과 같은 편안한 모습에서 수술을 하고 있습니다. Phải nói rằng là từ đầu đến giờ và cho đến cái cuộc phẫu thuật lần này á thì chúng tôi luôn luôn cảm nhận được, tức là mỗi khi mà chúng tôi đến thì chúng tôi đều nhận được cái sự đón tiếp rất là chân tình giống như anh em trong một gia đình của tỉnh, của sở, của bệnh viện, và mọi người nhận được sự giúp đỡ rất là chân thành của tất cả các anh chị em bác sĩ của bệnh viện chúng ta. Để cho được 편안하게 수술할 수 있는 것은 여기 참석하신 이인민 부위원장 그리고 보건국장님을 원장님 모든 직원들이 적극적으로 도와주시기 때문에 감사한 것입니다. 중국의 홍콩 감은 역시 관점 mà giúp đỡ rất là có hiệu quả của ông Huỳnh Văn Nhị, phó chủ tịch ủy ban nhân dân thành phố, của ông Lạc là giám đốc sở y tế và cũng như là của ban giám đốc bệnh viện cũng như tất cả các anh chị em ở các cái phòng ban có liên quan đã giúp đỡ chúng tôi. 그래서 감사의 뜻으로 오늘 저녁 식사 자리를 마련하였습니다. Để bày tỏ cái lòng cảm ơn của đoàn đối với tất cả mọi người thì chúng tôi chuẩn bị một bữa tiệc ngày hôm nay để xin mời mọi người cùng nâng cốc chúc sức khỏe và chúc mừng cho công việc chúng ta đã đang thành công. 네, 즐거운 식사 시간이 되시길 바라고 우리 함께 친교의 시간이 됐으면 합니다. Rất là mong là mọi người là hãy là nâng cốc và đồng thời chúng ta sẽ có một buổi tối ngon miệng và vui vẻ. 네, 감사합니다. Xin cảm ơn. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.